Hello, xin chào các bạn. Mình hôm nay mình bắt đầu mình đánh tu hú bãi của mình đây. Anh em xem có được không? Mình hôm nay bắt đầu mới ra quân đây. Mình đánh qua mấy trăm mét thôi. Bụi cây đây. Mấy hôm nữa nếu mà ấy là mình đánh cả trăng nghịch. Các bạn là năm nay có được nhiều không? Đã ra lưới chưa? Đấy, tiếng của mình đấy, tiếng hú đấy. Trên cây thôi. Đấy, vào mình đây. Đánh hai loa phóng. Một loa check. Đấy, cưới đấy. Mình đánh xào 5 mét. Lưới 120 mét mắt. Đánh mắt 8, sợi 20. Xem có gì ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn.